Hoài Tâm Entertainment trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Statue, S365 USA Trading, Hoàng Trâm Jewelry và CLLamsupply.com. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào trong một vở kịch với cái tựa đề là Làm Rể. Thường thường người ta vẫn nói là khi mà lấy chồng thì người phụ nữ bắt buộc phải về nhà chồng và làm dâu. Người phụ nữ Việt Nam là một hình ảnh rất là đẹp, lúc nào cũng muốn phục vụ chồng, lo cho cha mẹ chồng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà làm rể thì phải như thế nào? Cái điều đó nó có khó hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau hướng về sân khấu để xem vở hài kịch Làm Rể qua một số những diễn viên có mặt trong tiết mục này, gồm có danh hài Hồng Đào, danh hài Minh Nhí, Hanen Nguyễn, Lâm Tuyết Trang, Nguyễn Phong Hải với hài kịch Làm Rể. Hello, hi Honey. Honey sắp tới chưa vậy? Vẫn còn chưa tới hả? Rồi chưa, vẫn còn bận việc hả? Dạo này nhiều job ADU quá hả? Không sao hết, nhưng mà nhớ nha, trước khi tới thì nhớ chạy về nhà tắm rửa rồi thay đồ, sức dầu thơm luôn nha. Ủa, bữa nay là ngày đầu tiên anh gặp má đó. Tương tất chút xíu. Cái nghề của anh á là lúc nào mình cũng tiếp xúc với lại đất đá rồi gạch rồi này kia đó, cho nên là đôi khi nó bụi bặm này kia lắm. Nhớ về tắm rửa nha. Vậy nha Honey. Ok, bye bye Honey. Em bên anh ngày mình chung đôi, ngày dịu dàng. Cái gì vậy con? Trời ơi, cái gì vậy? Trời má, cái gì? Ôi, sáng sớm đi đâu bận đồ đi vũ trường vậy? Đi tập thể dục. Exercise. Exercise thì ít mà kiếm trai thì nhiều. Chồng chết lâu rồi. Ê trời ơi. Trời ơi, má ơi, cái dạo gì? Này bây giờ mình vô gym kiếm bồ luôn hả? Cái con này, nó trẻ mà cái đầu nó già quá. Bây giờ ai mà vô gym kiếm bồ? Gym bây giờ toàn là cái kiểu như Hoài Tâm là sao mà có bồ được. Mà má cũng không có chạy bộ vòng vòng bonsai nữa. Bonsai bây giờ toàn mấy cái ông trong cái tiểu đoàn 1100 không à. Không hợp với má. Ủa 1100 là gì má? Là mấy ông lãnh tiền vàng 1,000 một tháng đó. Nên bây giờ đó, má... coi như tình cảm của tụi má trôi dạt xa xa một chút. Ở ngoài biển đó con. Ôi trời ơi, đánh bắt xa bờ vậy hả? Ngoài biển đó nha. Wow. Mỹ này vừa giàu nè, mà vừa già nè. Nó chết sớm lắm con. Dạ đúng rồi. Con biết cô Hường Quế không? À, bữa mới qua đây chơi. Đó, cô đẹp nha, hơn má có mấy tuổi chứ mấy. Dạ yeah. Cô chạy bộ ngoài biển đó chừng có 3 tuần giờ vớt được một ông già Mỹ. Trời sao bà hên dữ vậy. Yeah. Mà hai người hợp với nhau lắm con ơi. Chỉ có điều là mỗi lần mà cô Quế với ổng mà nói chuyện thì hơi mỏi tai một chút. Ủa sao vậy má? Ổng điếc. Ý trời ơi. Nhưng mà không, nhưng mà con thấy nha, cái này hợp nha. Bây giờ cô Quế thì nói nhiều. Đúng rồi. Bây giờ ổng thì điếc. Ừ. Hai người ở chung với nhau thì mới là bền lâu được. Đúng 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 rồi con. Mà nói cô Quế nha, tuổi này của cổ nha, mà giờ bây giờ cổ nói chuyện với ổng nha, phải quơ đó. Bây giờ phải quơ. Kiểu như exercise thôi, tuổi bả là phải mua rau. Đúng rồi. Tuổi đó còn mu là cứ mu còn biết dạ, không? Có mu. Rồi có dụ chẳng hạn như bây giờ đó coi như mu in, xong cái coi như là ổng chết, rồi cái lấy tiền cái mu am. Hay quá. Hay lắm. Đúng. Cô Quế giờ cô vui lắm con ơi. Dạ. Còn má sao? Hả? Má sao? Còn má tao đây tao đi coi bói đó, thầy bói nói mà tao mà mặc đồ silver là tao có quái quép mà. Hèn chi đang dến bộ đồ lên hả? Cả tháng này má mặc bộ đồ này rồi. Mấy bữa trước á cái má mặc bộ đồ này má chạy bộ con. Nó ngứa gần chết luôn mà ráng thôi à. Cái đem cái má thấy có một trai Mỹ nhìn má cái ông khóc. Sao ông khóc? Ông nhìn ông thấy má mặc cái áo khoác này ông nhớ tới cái nghề của ổng. Ông làm nghề gì? Ông làm magician. Magician. À là nhà ảo thuật đúng không? Ảo thuật gia. Là mấy người biến cái không có thành có phải không? Mày mới biến cái không có thành có đó. Mày lanh dữ lắm đó nha. Chứ là ông làm gì? Hả? Ông làm xiếc thú. À con biết luôn rồi. Ý là huấn luyện chó mèo đồ này kia đúng không? Thôi mày kể luôn đi. Chứ sao? Chó mèo làm gì? Ổng xiết cọp. Trời ghê vậy hả? Ổng nói cọp đó, nó nhìn ổng nó vâng lời ổng như là cha vậy đó. Trời ơi, có một bữa cái ổng đang trình diễn con biết không? Ổng giơ tay phải lên cọp nó xẹt sang cái nách phải của ổng. Ổng giơ tay trái cọp nó xẹt sang cái nách trái của ổng. Tự nhiên cái bữa đó ổng ngứa hai cái nách con, có giơ hai tay lên con cọp ập vô mặt ổng luôn. Ý trời ơi, rồi giờ ổng còn không? Còn, nhưng mà ngồi xe lăn. Hay.
Ừ, hai người bây giờ có tình cảm là hên lắm con. Mắt ông mờ. Trời ơi, mắt mờ. Vậy mới hợp với má. Đúng đó. Rồi, má tuổi này rồi mắt ông tỏ ông bỏ má. Tát gì mà. Tao không gọi là ế nha, mà tao đang tìm người tử tế để yêu nghe chưa. Đúng không mấy chị? Tiêu Hoài chưa ra người tử tế. Giỡn giỡn. Đây nè, lấy mấy cái miêu này đưa ra đằng sau cái nhà đằng sau đi. Từ ngày có cái EDU bây giờ tiền thì có chút đỉnh á, tại bắt chước cô Quế làm EDU mà. Mà cứ lộn cái bill này hoài à. Con nhà tôi tên là con Trinh, mà đằng sau là con Chinh. Đó, trên lộn qua. Đưa đưa đưa. Đây đây đây, đây. Ủa mà mày làm gì mày thơm dữ vậy? Hả? Má biết hả? Sao? Tại vì dạo này con có bộ. Hả? Mày nói cái gì vậy? Trinh. Trời ơi, má dặn với con bao nhiêu lần rồi. Yêu thì yêu, cho là cho trái tim thôi, chứ đừng có cho cái gì khác mày sao. Tại sao mày lại có bầu? Mày thấy như má không? Mày còn quế không? 70 tuổi rồi, chơi thì chơi nhưng không bao giờ để có bầu. Má. Má ơi, bây giờ má với mấy thím đó mà có bầu mới là chuyện lạ đó. Tại sao? Tại má với mấy thím đó mà có bầu giờ đẻ cho hộp vịt lộn rồi đó thì hả? Thôi thôi thôi, bỏ chuyện đó, bỏ chuyện đó đi. Không có, ý con nói là con có bồ, con có bồ. Có bồ hả con? Yes. Trời, mà nghe rồi biết có bồ này. Yeah. Cái ngôi nhà này nó không có đàn ông lâu lắm rồi con ơi. Ráng là ráng có bồ con đi trước rồi má theo sau nha. Dạ đúng rồi, chứ lông má bao nhiêu năm nay nó nặng. Lại nghe nè, bây giờ mà chừng nào nó tới. Dạ 30 phút nữa. 30 phút đó hả con? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ nó làm sao, quen lâu chưa? Trời, con với ảnh quen nhau được 1 năm 8 tháng 21 ngày. Trời và được ơi, 2 con. Tiếng nữa. Nó yêu đương mà nó nhớ từng giây từng phút gì là nó phê dữ lắm rồi. Có nghĩa là hơn 1 năm đúng không con? Yes. Nó sao tạm á, nghe coi. Ảnh hả? Trời, nói về bề ngoài thì nói chuyện có duyên nha. Có duyên. Giang ngâm, mũi cao. Và đặc biệt là hát hay rủng rúng nha má. Bỏ liền cho má. Ủa gì kỳ vậy? Tao nghe mày tả là coi như là thằng này nó đẹp trai lắm đúng không? Mà đẹp trai là nó lăng nhăng con ơi. Trời, đừng theo mấy thằng lăng nhăng. Kinh nghiệm của má nè, mấy thằng lăng nhăng nha. Coi như là khi mà coi như tới già bị bỏ với họ mà đấm 4 cái đinh vô nó mới hết lăng nhăng. Cái gì? Ôi, con là con biết ảnh lâu lắm rồi. Dạ. Ảnh ít nói lắm, con nói gì ảnh cũng cười hết trơn á. Mày bỏ luôn cho tao. Ủa gì kỳ vậy, bỏ nữa hả? Cái thứ đó, thứ giả dối đó. Trước khi cưới nói gì nó cũng cười, sau khi cưới nói gì nó cũng quạo hết á. À, thôi bỏ đi con. Thôi, sao má cứ nói mấy cái chuyện tiêu cực hoài vậy? Má cứ nói vậy hoài rồi sao mà con có bầu được? Ủa, anh có bồ? Con này làm gì thích có bầu dữ lắm vậy đó. Thôi được rồi, má nói cho con cẩn thận thôi. Thôi bây giờ con đi mua mấy cái đồ trái cây, má có muốn mua gì không? Thôi đủ rồi. Dạ. Rồi, đi okay. Đi con. Okay, đi lẹ về rồi, khách nó tới. Nó nói nửa tiếng nữa nó tới hả? Dạ dạ, sắp tới. Tao vô tao thay cái bộ đồ nó sáng hơn bộ đồ này được không? Không không, bây giờ má bây giờ sáng lắm rồi, má đứng ở ngoài đường nhà tư là nó sáng nhất rồi. Má đi đi con. Dạ dạ dạ. Đi đi. Ủa, hai chị? Hai em. Hai mấy cái chị Chinh, Chinh. Dạ. Thôi, đi đây. Đang nói là nói Chinh này. Dạ. Đang nói Chinh này. Tập trung đi con. Rồi, đang nói Chinh này. Mua giùm má mấy cái napkin nữa nha. Napkin. Rồi. Mày đi đâu ơi, đây? Ơi, cô cho con đóng tiền nhà tháng này. Trời ơi, đóng tiền nhà mà sao mày mặc đồ ngắn dữ vậy? Rồi, cảm ơn con nha. Với sẵn tiện cô cho con mượn cái screw driver. Cái gì mày qua đây mày mượn tao chú driver, chú là tài xế thì tao làm gì có chú tài xế ở đây. Không phải cô ơi, là cái tôi giúp dặn ốc á cô. À, cái chú driver đó hả? Chi dạ, vậy con? Để con sửa cái bóng đèn nó hư. Thôi, ba cái vụ đó đàn bà đừng có sửa, để cô kêu thợ đàn ông tới sửa. Cô, cái gì? Con này. Cô đừng có nhắc đàn ông ở đây. Chứ cho sao vậy? Phụ nữ không có đàn ông hả cô? Mà chết đâu cô. Hả? Phụ nữ bây giờ có học thức cao, có chớp làm ổn định, tạo được vị trí đứng trong xã hội, làm bác sĩ, kỹ sư, giám đốc, chế bom, vô làm tổng thống luôn, enjoy cái cuộc sống độc thân của mình với cái thế giới muôn màu muôn vẻ. Tại sao chúng ta phải cần đàn ông? No. Phụ nữ hiện đại không cần đàn ông, không cần đàn ông, không cần đàn ông. Có phải không mấy chị? Yeah, see. Yeah. Alo, anh hả? Dạ, cái bóng đèn em nó hư, mà em không có biết sửa. Anh tới sửa cho em nha. Honey ơi, do you know I need you in my life? I don't have you in my life. I think I die. No, no, don't say I lie. I say I don't have you in my life. Chắc em bị die. Dạ, em nói thiệt đó. Honey ơi, không có anh thì em chết quá. Không biết làm gì mà sống luôn á. Honey ơi, từ sáng giờ á hả? Honey sửa được bao nhiêu người khác rồi? Ủa, nghe là mày có lấy cái tụi nó biết không con kia? Trời ơi. Trời đất ơi, ta nói
Thằng bạn gái gì đâu mà nó thấy đàn ông là nó nhão nhét từ con tôi cho đến cái con hàng xóm này nè. Không ai như tôi hết trơn á. Coi như là một tay tôi nuôi con tôi gầy dựng cái gian sang này. Trời, không ai cứng rắn như tôi nói thiệt á. Đàn ông mà là cái gì cũng biết ra. Hello anh Johnny. How are you? Oh, this morning I run on the beach. I didn't see you. I thought you died. Oh, you still alive? Huh? Invite to your birthday? How old are you now? Oh my God, 97 years old? Too young. Okay, I love you. I love you. Happy birthday. I love you. Yeah, happy birthday. Happy hello. Birthday. Okay. Hello. Có ai ở trong nhà không? Everybody. Có ai ở trong nhà không? Vô đại luôn đó nha. Có ai trong nhà không? Wow, nhà này hàng xóm đông dễ sợ luôn. Chào em. Ôi em gái xinh đẹp. Trời ơi, ai vậy? À, cho anh hỏi thăm đây có phải nhà của Trinh không? Đúng rồi, đây là nhà của Trinh, đúng rồi. Vậy em là gì của Trinh vậy? Tôi là má của Trinh. Chết mẹ. Má. Hả? Má. Cái gì gọi là má? Mom. Cái gì? Chết mẹ rồi. Sao gọi tôi bằng má là sao? Má, con xin giới thiệu với má. Con là bạn trai của Trinh. Hả? Ôi, trời ơi, tôi nghe như là sét đánh ngang tai vậy. Nghe chấn động phải không má? Không, nhìn cái mặt là tôi chấn thương luôn đó. Bạn trai của Trinh hả? Dạ đúng rồi. Con Trinh nó yêu cậu hả? Dạ. Rồi tôi coi. Thế đúng rồi. Dạ. Da ngâm nè. Dạ mới thèn. Mũi cao nè. Dạ, mũi tự nhiên, tự nhiên. Rồi cái bà hàng xóm đâu ra sữa em hiểu không? Tự nhiên. Bà này nói đúng nè, tôi thấy sữa rõ ràng. Không, của tự nhiên. Không, dạ. Tôi thấy bóng rồi là bóng luôn vậy. Không đó. Không phải là con lấy cái ba sườn số 3 của con gắn lên đó. Dạ, cũng là của con cho nên nó là tự nhiên. Dạ, nó natural. Dạ. Còn cái miệng sao mà trề dạ, như vậy? Dạ, là tự nhiên luôn. Không, mà dạ. cái này là không tự nhiên à? Tự nhiên bơm. Dạ. Dạ, con lấy mỡ của con bơm lên. Dạ. Cho nó mộng, mỡ của con. Dạ, cho nó cũng là tự nhiên. Dạ. Chừng nào lấy ra ngoài để vô mới là sữa. Dạ, dạ con làm 7 lần rồi nó mới được vậy đó. 7 lần. Dạ, mới bơm cho nó hơi nặng chút xíu. Dạ. Dạ. Má. Ôi, thôi, đừng gọi tôi bằng má. Trời ơi, mỗi lần gọi tôi bằng má mà tôi ói liền tại chỗ đó. Dạ. Hỏi nghe nè, cậu như con tôi đó. Làm sao mà hai đứa quen nhau vậy? Dạ có một ngày cái Trinh lại gặp con. Cái Trinh cho con coi cái vòng 1. Dạ. Hả? Trời ơi, lần đầu tiên nó gặp cậu mà nó cho cậu coi vòng 1 hả? Dạ. Cái con này nó điên hả? Rồi sao nữa? Ủa gì vậy má? Cái gì mà lại vậy thấy ghê vậy má? Chứ sao? Mỗi ngày con coi tới 7-8 đứa lần á. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì cũng đưa con coi hết á má. Trời ơi. Nhưng mà rồi. Dạ. Cái lúc mà má đưa cho con coi xong cái thang má buồn. Sao vậy? Buồn nhỏ quá. Chắc tại di truyền từ mẹ. Mà con tới đây con gặp đúng rồi. Má ơi nhỏ quá. Nè cậu. Hồi nãy má thuyết minh con mới biết là giới tính nữ đó má. Cái này giờ tưởng anh ấy không à. Thôi đi. Này nè đừng có nói bậy bạ nha. Không má không tin con à. Má không tin con à. Má hãy đứng thẳng đi. Đó bây giờ đó má đứng im vậy. Con lấy con dao con phạt phía trước phạt phía sau. Không trúng miếng thịt nào luôn đó má. Tao cho mày về liền nha. Đuổi ra khỏi nhà nè. Má đừng giận. Mai mốt má tới. Má tới với con. Con quất một cái. Trời ơi. Ok liền má. Không ok với trời đó. Má. Má gì mà má. Trời ơi. Con mắt. Hả? Con mắt. Cậu mắc hả? Nói cho cố vô rồi mắc. Đây nè, nhà tôi nghe nè, quẹo vô đây nè, quẹo tay phải, restroom trong đó đó. Không phải. Chứ sao? Không phải là con mắt. Chứ là cái gì? Mà là con mắt của má. À, không phải là con mắt mà là con mắt. Đúng rồi, con mắt chứ không phải là con mắt. Con mắt tôi sao? Mắt nhỏ xíu à. Nè, đừng nói nha, mắt tôi bự dữ lắm, không phải giỡn á. Không, ở dưới nhìn lên đi. Sao? Hai con mắt như hai hột mè đập lên cái mâm vậy đó. Bữa nào con cắt hai mắt như hai bóng đèn cho đẹp lắm. Trận trắng nè, tối ngủ ăn trộm không dám vô nhà. Thôi đủ rồi. Dạ. Má. Cái gì? Tôi vậy đó. Má xấu thiệt chứ mà. Cái gì? Sao? Vậy sao? Tôi vậy đó là sao? Vậy xấu sao? Gì mà xấu? Xấu mà tôi đẻ ra con tôi đẹp mà cậu mê đó. Không.
Hả? Trời ơi, con má coi được, nhưng mà má xấu. Cái này là di truyền đúng không má? Vậy là má của má chắc cũng xấu quắc phải không má? Má mày đẹp dữ lắm phải không? Đúng rồi, má con xấu dữ lắm, má xấu banh nhà luôn á. Dạ, còn ngoại của con còn xấu hơn má con nữa. Ngoại con xấu banh chợ á. Này là con đập 7 lần rồi nè, chứ không thôi nãy giờ xỉu tại chỗ rồi đó. Thôi con chinh nhật. Con mắt. Cái gì? Con mắt. Cái gì? Tôi nói là tôi không có sửa gì hết trơn đó, mắt tôi kệ tôi. Không, con mắt. Sao? Bây giờ hồi nãy con không mắt mà bây giờ. À biết rồi, bây giờ là có mắt. Đúng rồi. Chạy lẹ đi đây. Đâu đứng nói chuyện kêu má mấy trận rồi mà mắt quá. Thôi tôi sợ quá. Má. Đừng má nữa. Vô. Dạ. Ở đâu vậy má? Quẹo thẳng. Quẹo thẳng á, trời ơi con mắt. Thôi, nhớ rửa tay. Má. Thấy rồi. Trời ơi, con Trinh nhà tôi nó làm sao vậy trời? Ôi, nó điên rồi hả? Ôi, thì người ta nói... Trinh ơi, Trinh, anh tới nè. Cái gì vậy? Ai đây? Bác. Cho con gặp Trinh, con bạn trai Trinh. Biết rồi, đây Trinh nó đằng sau này con. Nhà mà nó đi đây, đó, đằng sau, EDU sau á. Dạ, con cảm ơn bác. Ủa mà bác ơi. Cái gì? Cho con hỏi bác là ai vậy? Bác là má con Trinh. Ui, má. Con bạn trai Trinh rồi má. Biết rồi, tao biết rồi. Bạn trai con tao đằng kia, người ta muốn chết đi rồi. Đằng sau này con. Đằng sau, nhà sau, con Trinh đằng sau đó. Ủa, bác ơi. Hả? Bác là má Trinh đúng không? Đúng rồi. Bác cái Trinh ở chung nhà đúng không? Đúng rồi. Ủa, con bạn trai Trinh nè. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Tao trong kia, tao nghe mày nói tao hết mắt luôn á. Dạ, con chào ba. Dạ. Ba ông rồi mày. Trời đất ơi, nó nhìn sao mà nó nói ba mày xưng hô lại đàng hoàng mày. Mày nói sao mày là bạn trai của Trinh, tao nghe tao hết mắt luôn á mặt má. Thôi ôi, đừng gọi tới má. Tức quá má. Thôi, đi vô giải quyết giùm đi. Ủa vô nữa. À không. Trời ơi. Hả? Vậy là sao? Mày là ai nói tao nghe mày. Dạ. Nói là không nói là hết mắt luôn á mày. Nè. Bơm cho cốt nha, rồi nói không nổi nha. Tại vì cái môi dưới nó hơi nặng nề á má. Ghê quá. Để con thu vô. Rồi sao? Ôi ơi, ra. Chết cao rồi, đầy cái mỏ nói chuyện không được. Thôi trời nó đi. Bây giờ làm sao giải thích tôi nghe, con tôi điên bây giờ. À đây, chào hỏi đàng hoàng coi. Cho hỏi xưng hô làm sao. Mày nhìn mà không biết hả mày? Dạ, con chào chị. Khốn nạn, từ ngày con đập 7 lần đi ra đường ai cũng tưởng con giới tính nữ đâu à. Sao mà con hổn quá vậy, cái này mà chị cái gì? Cái này là ném về bà ngoại rồi. Con buồn quá. Nước miếng chảy không kịp. Bơm quá, nhiều khi nó cũng khổ tâm lắm á má. Bây giờ làm sao? Con mới là bồ của Trinh. Má, còn. Bây giờ tao hỏi nè. Bây giờ hai đứa có cái tài gì mà con Trinh nó mê? Dạ, con hát hay. Hả? Con hát có bữa văn cái miệng đó luôn mà. Hay lắm mà. Còn con có biết hát không? Dạ, con cũng hát được luôn. Hát hay không? Mày hát hay không? Mày giỏi mày hát tao coi. Mày hát tao coi. Mày coi. Đứng yên. Dạ, má, con đứng yên. Bây giờ anh dày. Nếu hai đứa thi hát đi. Má thấy vậy thi hát đi ha. Để cho con bớt nói nha. Con nói đi, má điên luôn á. Bây giờ anh dày. Bây giờ thi hát cái kiểu như là con hát câu đầu. Dạ. Nối sau là cái câu sau là con nối vô nha. Trời ơi, tôi gọi cho này bằng con mà tôi muốn ói luôn á nha con. Má. Cái gì? Cái đề thi của má nó khó hiểu quá. Con nói câu đầu, con nói câu sau, con không hiểu. Có nghĩa là cái đầu của mày là đích thằng này nè. Má. Đủ rồi. Thôi bây giờ là con chịu hết nổi rồi nha má. Má thấy trai đẹp cái nãy giờ là má bên đó không à. Trai đẹp cái má cho quán quân. Còn trai dày má cho áo quần. Trời ơi, không dám áo quần đâu. Má nói cho nó ấy đi. Thôi bây giờ là cái đầu của con là cái đuôi của nó đi, nghe còn dễ thương hơn. Không, tức là đứa này hát câu đầu rồi con nối câu đuôi mà. Dạ. Hai cái chữ nó phải giống nhau. Rồi, 1, 2, 3. Đứa nào mà hát chữ này hát chứ ai. The impact. Nhớ anh không? Nhớ à? Ok. Ok. Chết mẹ. Ở trong cái mỏ của nó có nguyên ban nhạc hay gì á. Thắt bụp, nó làm gì mà hay dữ vậy má. Đừng gọi má. Thôi con biết rồi. Ok. Má con cũng có chữ nào mà ok. Dạ, có rồi.
ơi, gà mà không gây là con gà con, gà mà biết gây là con gà cha. Đích. Cái gì vậy? Câu cuối còn lại gì? Ok. Ok đâu? Gà là kê đó má. Má thấy chưa, má không có công bằng, má bắt công với con quá má. Nít chở má lên nhà chưa? Tôi tức ba là tôi thôi, gọi Trinh. Bây giờ gọi Trinh về coi chứ tôi đi cái đầu luôn rồi đó. Gọi Trinh à. Trinh. Em ơi về nhà. Ôi, có gì nó lạ mày. Lắm. Có chưa? Trinh. Không là tôi Trinh gọi đó. Trinh. Trinh. Trời ơi. Trinh. Đây rồi trời ơi. Mà hai con ơi trời, má nhà má điên luôn vậy đó. Thôi bây giờ đứa nào này về với đứa đó đi cho má đỡ khổ đi trời về ơi. Về qua với anh Trinh. Đây nè. Xứng đôi vừa lứa mình qua với nhau. Tụi mệt yêu nhau yêu tao mệt quá rồi. Trời đất ơi trời. Cái gì vậy anh người? Cái gì vậy? Ở đâu ra vậy anh người? Trời đây là anh Trần bạn con. Nội đi là ai sao quắc lùng sùng vậy? Ở đây bên này mới xứng với tôi nè trời. Trời ơi đó. Ủa té ra là anh trời hả? Đúng rồi. Trời ơi trời ơi con lại trời lấy Phật trời trời thương con quá con ăn ở hiền lành trời thương con quá. Nè đây là anh Trần. Con mới là bạn trai của Trinh đó mẹ. Bạn trai của con. Vậy hả? Nói chuyện có duyên, da ngâm, mũi cao, hát hay rụng rúng nha quý vị. Trời ơi, vậy sao không nói gì hết trời. Trời ơi, trời mừng quá, được rồi, con là được nha. Hên quá, rể đây là được chứ, hên rể bên đây. Trời ơi, ghê quá. Em, giới thiệu coi, đây là ai hả? Dạ, cô chủ nhà, em muốn đằng sau á. Đây là cô chủ nhà. Ủa? Em gái. Em gái, nhưng gái lớn hay gì trai lớn một. Trời ơi trời. Không phải, lịch sự mình kêu em gái cho em là trời ơi. Không có ai xứng với anh bằng em hết á. Cô, sao cái gì? Bên đây ngon hơn nhiều đó cô. Đúng rồi. Ngon sao? Duyên. Dán đắt đồng tiền, bát gạo. Da ngâm. Mới then. Mũi cao. Tự nhiên. Sữa. Sữa bên mà sữa. Ghét cái chữ sữa lắm. Tôi lấy cái xương sườn số 3 tôi gắn vô của tôi là tự nhiên. Thôi được rồi. Có con nhưng mà hát cũng hay lắm cô. Thôi được rồi, biết rồi. Hồi nãy thử rồi. Em kêu qua đây á là làm gì? Sửa cái bóng đèn cho em. Đi, mình về mình sửa cái bóng đèn. Bóng đèn nó nằm đâu vậy em? Trên trần nhà. Ồ, em thử thách người lùn à. Bà làm đi bà nội. Ôi trời là con, trời. Đó bởi vậy thôi mình tự làm đi con. Dạ. À vậy đó hả? Thôi dẫn vậy mà trước khi đi về nhà con ơi, má mời hai đứa đi ăn ha. Dạ. Nhà hàng. Ôi, à, nhà hàng nào cô? Cái này là má bắt buộc má phải nói nha. À. Đi ra quán Hương ăn. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Xin cảm ơn quý khán giả, các anh chị và các bạn.